Tiếp theo bây giờ chúng ta đến với câu hỏi trắc nghiệm sau đây. Ở trong câu hỏi này đề bài cho chúng ta diện tích của tam giác ABC bằng 40 cm vuông Và người ta cho chúng ta sẵn hình minh họa dưới đây luôn. Điểm D và điểm E, điểm F nằm ở trên cạnh AB, BC và CA. Đây, D nằm trên cạnh AB. E nằm ở trên cạnh BC. F nằm ở trên cạnh CA. Ở đây ta cho đây là như hình vẽ bên dưới này, như hình vẽ bên dưới. Nếu như đề bài cho ta AD bằng 3 cm. Đoạn này bằng 3 cm. BD bằng 5 cm. và cho chúng ta diện tích của tam giác ABE bằng với diện tích của tứ giác BDEF. Yêu cầu chúng ta đi tìm diện tích của tam giác AEC. Thì bây giờ trước hết là chúng ta sẽ đi nghiên cứu diện tích của tam giác AEC này. Thì diện tích của tam giác aec chúng ta sẽ đi tính toán bởi vì ở đây để bài cho chúng ta diện tích của tam giác abc cho rồi vậy thì diện tích của tam giác aec chúng ta sẽ đi tính thông qua diện tích của tam giác abc thế thì cái hình này bây giờ thầy sẽ đi xoay ngược lại để làm dễ hình dung Thầy vẽ minh họa thế nhé ở đây tam giác abc về cho cái đỉnh A nằm phía trên này, BC đây, cho dễ hình dung hơn. Đây điểm E nằm ở đây, E nằm trên cạnh AC đây. À, e nằm trên cạnh BC, E đây. Ví dụ điểm E đây nhé. Thì em nhận thấy là cái tam giác cần tính diện tích đó là tam giác AEC này và tam giác ABC hai tam giác này nó có chung một đường cao kẻ từ A em theo dõi này giả sử bây giờ từ A thì kẻ vuông góc AH này vuông góc xuống BC thì em thấy là diện tích của cái tam giác AEC nó sẽ bằng đường cao ah nhân với cạnh đáy là ec chia 2. Và diện tích của tam giác abc cũng bằng đường cao ah nhân cạnh đáy là bc chia 2. Rồi như vậy thì từ đây em sẽ xét tỉ số, em lấy diện tích của tam giác aec em chia cho diện tích của tam giác abc thì nó sẽ bằng AH nhân EC phần 2 chia cho AH nhân BC phần 2. Và em biến đổi thành phép nhân với phân thức nghịch đạo. AH nhân EC phần 2 nhân với 2 phần AH nhân BC. Thì đến đây em thấy là rút gọn được đi AH này. Số 2 rút gọn đi. Như vậy chỉ còn lại là EC phần BC. Thì qua đây em thấy là nếu như mà hai tam giác có chung nhau một đường cao thì tỷ số diện tích của hai tam giác đó sẽ bằng tỷ số của hai cạnh đáy tương ứng. Bây giờ thầy nhắc lại này. Nếu như hai tam giác mà có chung đường cao, hai cạnh đáy cùng nằm ở trên một đường thẳng. Đây cạnh EC này cạnh bc cùng nằm trên một đường thẳng tức là ba điểm bec thẳng hàng đấy thì tỷ số diện tích của nó sẽ bằng tỷ số hai cạnh đáy và đây cũng chính là một công thức sau này chúng ta được quyền áp dụng luôn không cần phải chứng minh nữa còn ở cái phần giấy nháp này là thầy giải thích cái bản chất cho em hiểu rõ là tại sao chúng ta lại có công thức đấy rồi bây giờ em sẽ ghi vào phần lời giải nhé đầu tiên em sẽ có này diện tích của tam giác AEC chia cho diện tích của tam giác ABC bằng EC phần BC. Vậy thì từ đây em suy ra diện tích của tam giác AEC nó sẽ bằng EC phần BC nhân với diện tích của tam giác ABC. Đây cái này em nhân chéo lên, được chưa? Và diện tích tam giác BC ta biết là bằng 40 rồi Em thay vào đây Bằng EC phần BC Nhân đến 40 Em ký hiệu đây là biểu thức 1 Rồi như vậy bây giờ vấn đề đặt ra là chúng ta phải đi tính cái tỷ số này EC phần BC sẽ là bằng bao nhiêu Em nhìn cái hình nhé Chúng ta phải tính EC này Phần BC mà trong khi đó đề bài cho chúng ta chỗ này này Biết rồi, AD biết rồi này Cái này biết rồi này Rồi thì đến đây em hình dung ra là chúng ta sẽ dự đoán cách làm Em dự đoán là chúng ta sẽ đi chứng minh cho cái ED này, này. Ta dự đoán nha, ta chứng minh cho ED Nó sẽ song song với AC Để chúng ta sử dụng định lý Talet Rồi bây giờ thầy nhẹ lại nhắc lại cho em định lý Talet ở phần này. Khi mà chúng ta có một cái tam giác ABC có một cái đường thẳng cắt hai cạnh của tam giác song song với cạnh còn lại. Ví dụ đây A này, BC này chúng ta có MN mà song song với BC. Thế thì khi đó chúng ta sẽ có được cái tỷ số này. AN phần AC bằng AM phần AB. Rồi như vậy thì giả sử chúng ta chứng minh được cái ED này ra dự đoán song song với AC. Thế thì khi đó chúng ta sẽ suy ra được cái tỷ số EC phần BC này. Nó sẽ bằng AD phần AB. Mà AD thì biết rồi. AD bằng 3. Còn AB thì bằng hai đoạn cộng với nhau đó là bằng AD cộng với DB Tức là bằng 3 cộng 5 Đây là bằng 3 phần 8 Bây giờ vấn đề đặt ra là làm thế nào để chứng minh cho ED song song với AC Thì đề bài còn cho chúng ta một dữ kiện nữa Đó là diện tích của cái tam giác ABE Bằng diện tích của tứ giác BDEF Chúng ta dựa vào cái này chúng ta phân tích nhé Em sẽ ghi tiếp mà chúng ta có diện tích của ABE bằng diện tích của DBEF để em suy ra. Bây giờ em nhìn trên hình tam giác ABE thì chúng ta tách ra thành hai tam giác đó là tam giác AED cộng với tam giác D, E, B. Rồi bây giờ chúng ta ghi vào đây nhé. Đây em nhìn trên hình này. Tam giác A, B, E này. Tách ra. Thành diện tích của tam giác A, D, E. Cộng với diện tích của tam giác D, E, B. Rồi bây giờ còn diện tích của tứ giác B, D, -E F. Em nhìn trên hình này. BDEF này thì nó bằng hai tam giác cộng với nhau, đó là tam giác DEF cộng với tam giác DEB. Diện tích của tam giác DEF cộng với diện tích của tam giác DEB. Rồi sau khi tách ra thì em thấy là hai vế đều có cái này là giống nhau, rút gọn đi. Rút gọn đi như vậy chúng ta sẽ suy ra này Bên phía trái còn lại là tam giác ADE thôi. Bên phía phải còn tam giác DEF. Được chưa? Như vậy đến đây chúng ta suy ra hai tam giác này bằng nhau này, diện tích hai tam giác bằng nhau, ADE, em nhìn trên hình nhé. ADE đây tam giác này. Rồi, bằng với tam giác thứ hai là DEF tam giác này. rồi bây giờ diện tích của hai tam giác này thì em biết là diện tích của tam giác thì sẽ bằng đường cao nhân với cạnh đáy chia đôi vậy thì cái tam giác ade này và tam giác def này ta sẽ đi ta kẻ đường cao xuống và khi chúng ta kẻ đường cao của hai tam giác này thì em phải chú ý em phải thật chú ý em nhìn mà hai tam giác này có cạnh nào là cạnh chung nhé ade d, e, d E, F Thì em thấy cạnh DE cạnh chung đúng chưa Đây em thấy đây. Chữ D, e này Chữ DE này, chữ DE này, cạnh chung nhé Như vậy cạnh này cạnh chung này Vậy thì khi mà chúng ta kẻ đường cao Chúng ta sẽ kẻ đường cao Nó đi xuống cạnh chung đấy Đây bây giờ em theo dõi trên hình Rồi bây giờ Ta sẽ nối cái cạnh này dài ra một chút Hình hơi rối một tí Em cố gắng em theo dõi nhé Với cái tam giác ADE này ta sẽ kẻ đường cao bây giờ thay đổi cái màu đi màu tím đi nhé đây cái đường này cái đường vuông góc này cái đường màu tím này đây cái chỗ này là vuông góc nhé đấy đường cao cái đường cao này giả sử thầy đặt nó là H1 đi hoặc là em có thể đặt điểm khác đi ví dụ đây đặt là AH đi nhá đây điểm H này rồi còn cái đường cao của tam giác thứ hai đây thầy đổi cái màu này Màu xanh này Đây, đây. Vuông góc đây Giả sử đặt là K đi Rồi bây giờ em trình bày tiếp phần lời giải Em sẽ gọi AH FK Lần lượt là đường cao của tam giác ADE và tam giác DEF. Rồi vậy thì hai cái diện tích này bằng nhau thì chúng ta suy ra. Diện tích của tam giác ADE em nhìn hình này, ADE sẽ bằng đường cao AH nhân với cạnh đáy DE chia 2. Rồi em ghi này. AH nhân DE chia 2 bằng để tạm giác kia nhé DEF này bằng FK nhân DE chia 2 Rồi đến đây thì hai vế em rút gọn được cái chỗ này đi này Đây DE này giống nhau này Phần 2, 2 giống nhau này Rồi từ đây em suy ra được hai đường cao bằng nhau rồi khi làm đến đây thì em mới thấy uh, chúng ta có một kết luận đó là nếu như hai tam giác mà có chung một cạnh hai tam giác có chung một cạnh mà diện tích của nó bằng nhau thì hai đường cao sẽ bằng nhau chúng ta có thể chú ý cái điều này đấy chính là một kết luận rất quan trọng nếu sau này em quen rồi thì em không cần về lý luận phức tạp như này mà em có thể suy ra luôn đó là ahfk lần lượt là đường cao của hai tam giác này hai tam giác này chung nhau một uh, đó là cạnh DE thì hai đường cao là bằng nhau em lưu ý như vậy nhé rồi như vậy thì em thấy là chúng ta có AH bằng FK AH bằng FK có nghĩa là điều gì thì em thấy là cái đường cao này, nó phải vuông góc với cái cạnh đối diện này thì em thấy là cái đường chính vì AH và FK bằng nhau cho nên chúng ta sẽ suy ra được cái khoảng cách từ ac cho đến de là bằng nhau như vậy thì em thấy là chúng ta có hai cái đường thẳng hai cái đường thẳng này một đường là đường ac đường thứ hai là đường de hai đường thẳng mà chúng ta biết là hai đường thẳng này khoảng cách giữa hai đường thẳng này bằng nhau. Khoảng cách từ mọi điểm của hai đường thẳng này, của mọi điểm từ đường thẳng này đến đường thẳng kia bằng nhau. Hoặc là em có thể hiểu nôm na như thế này bằng kiến thức lớp 7 em hiểu như thế này. Khả năng nó dễ hiểu hơn đối với em. Để thầy xóa cái này đi nhé. Thầy giải thích một chút. Thì em nhận thấy là chúng ta có AC này. AC Em nhìn chưa Vuông góc với AH chẳng hạn Đây AC vuông góc AH DE cũng vuông góc AH Từ đây em suy ra được AC song song với DE Đó Chính là ý này Rồi như vậy thì hai cái khoảng cách này bằng nhau Em suy ra AC song song với DE. Đây chính là cái điều mà chúng ta hướng tới đây. Điều chúng ta dự đoán là đúng. Và khi có được AC song song DE rồi thì em đã suy ra tỷ số này, EC phần BC. Suy tiếp đây nhé. EC phần BC sẽ bằng Đây nhìn lại hình này. EC phần CB bằng AD phần AB. Rồi bây giờ em biến đổi. EC phần BC ta để nguyên. AD thì để nguyên này. Còn cái AB này em nhìn hình AB này nó bằng AD cộng DB. Rồi bây giờ em thay số. AD bằng 3 Cái này 3 này Cộng với 5 Tức là bằng 3 phần 8 Rồi như vậy thì bây giờ em thay vào cái biểu thức 1 này Thay vào 1 Thì từ đây em suy ra Diện tích của tam giác AEC cần tính sẽ bằng Em nhìn lại này 3 phần 8 x 40 và bằng 15 cm vuông. Rồi như vậy ở trong câu hỏi này chúng ta chọn đáp án A, à đáp án E đây. Rồi như vậy ở trong cái bài tập này thì em thấy là chúng ta vận dụng khá nhiều kiến thức. Kiến thức uh, thứ nhất đó là nếu như hai tam giác mà có chung đường cao, hai cạnh đáy cùng nằm ở trên một đường thẳng thì tỷ số diện tích của nó sẽ bằng tỷ số hai cạnh đáy. Cái thứ hai đó là nếu như hai tam giác mà có diện tích bằng nhau và có chung một cạnh thì hai đường cao sẽ bằng nhau. Và kiến thức thứ ba đó là chúng ta đã vận dụng định lý Talet trong một tam giác. Đó là trong một tam giác nếu chúng ta có một cái đường thẳng cắt hai cạnh của tam giác và song song với cạnh còn lại thì nó sẽ tạo ra các cái đoạn thẳng tương ứng tỷ lệ tức là tỷ số các đoạn thẳng ở bên phía tay trái này nó sẽ bằng tỷ số tương ứng của các đoạn thẳng bên phía tay phải thì đây em có thể viết theo nhiều cách khác nhau nhưng em phải hiểu bản chất của nó đó là nó tạo ra các cái đoạn thẳng tương ứng tỷ lệ đây thầy giải thích thêm một chút này nhé a này bc này mn này thì em có thể viết là am phần ab nếu bên này em viết là am phần ab thì ở bên tay phải em phải viết là an phần ac còn nếu em không thích viết theo kiểu này em có thể viết theo kiểu khác ví dụ em viết là am phần mb chẳng hạn thì ở bên tay phải em phải viết là AN phần NC Đó có nghĩa là bên này em viết tương ứng như thế nào Thì bên kia em viết tương ứng như vậy Đó chính là bản chất của cái câu nói đó là Nó tạo ra các cái cặp đoạn thẳng tương ứng tỷ lệ Rồi như vậy là chúng ta kết thúc câu hỏi này tại đây Hẹn gặp lại các em ở các câu hỏi tiếp theo